Ở cặp loa toàn giải JBL có tên model là LE8T nhé, LE8T. Cái dòng LE8T này thì nó có mấy phiên bản cơ. Cái phiên bản là cái hai bản là LE8TH này là phiên bản cuối cùng. Còn dòng LE8T trơn thì nó khác, thì nhỏ hơn, nó là phân khúc trước trước của cái model này. Cái con này là con phiên bản cuối cùng. Con H này, H là phiên bản cuối cùng còn trơn. Cái con này là hàng bãi về còn đẹp nhé, còn cả nguyên cả cái cao su đệm ở đây. Chưa mất. Quá khủng luôn. Con này gần như cũng ít có bán ở thị trường Việt Nam. Có dòng con dòng LE8T trơn nữa thì có nhiều các bác bán, giá cũng không rẻ. Đó. Rất đẹp nhé. Đây là một cái thùng thùng kit của bên Nhật nhé. Thùng này họ độ bên Nhật, nó độ họ làm cái thùng này size thì cũng chuẩn, thùng còn đẹp nhé. Đây họ độ cái thùng này là thùng của họ, của bên Nhật. Còn rất đẹp, hôm nay cao cao 60 nhé. Gỗ dày rất chắc chắn. Trong tóm lại là họ làm cũng chắc chắn lắm, chuẩn chỉnh. JBL LE8T phiên bản H nhé, bản cuối cùng ạ.